vì sao tân Tổng Bí thư Tô Lâm cần phải sát cánh với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo giới quan sát, sau khi Tổng Trọng qua đời, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bao chóng trở thành tâm điểm của công luận. Không chỉ vì về một nụ cười bí hiểm đầy ẩn ý tại lễ viếng chính thức Tổng Trọng, mà trong 3 tuần sau đó, ông Dũng đã xuất hiện ở các vị trí trung tâm trong lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ Rừng Sát tại Cần Giờ, Sài Gòn. Theo giới thạo tin, đây là điều bị cấm của ông Dũng sau khi về hưu, nhưng cuối cùng ông vẫn thực hiện. Mới đây, ông bà Dũng đã xuất hiện liên tiếp 2 lần trong 3 ngày cùng với ông Tô trong các sự kiện liên quan đến Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý là thái độ được cho là thành kính của Tô Lâm đối với ông bà Dũng đã khiến cho dư luận xôn xao. Giới thạo tin đánh giá, ông bà Dũng luôn theo sát Tô Lâm, kể cả lúc Tô Lâm còn là Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời là tay sai đắc lực của Tổng Trọng. Sau khi thất bại trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 12, ông bà Dũng đã về quê làm người tử tế và được cho là vẫn tiếp tục duy trì một hệ thống nhân sự hậu bà Dũng, trong đó có các nhân vật tên tuổi như Phạm Minh Chính, Tô Lâm, Hoàng Trung Hải và kể cả tướng Phan Văn Giang. Ông Dũng được cho là đã âm thầm, bên bỉ, không khoa trương trong vòng 8 năm cho đến khi Đại tướng Tô Lâm chính thức trở thành nhân vật quyền lực nhất trên chính trường Việt Nam. Trong 3 ngày liên tiếp, sự xuất hiện của ông Dũng sát cánh cùng Tô Lâm trong 2 sự kiện lớn khiến cho công luận rất bất ngờ. Có một số ý kiến cho rằng ông Tô Lâm là người nghĩa khí, đúng là một chính nhân quân tử đã không phản lại thầy cũ của mình. Ông Nguyễn Phú Trọng đã không thể xử lý kỷ luật được ông Dũng là nhờ công tham mưu của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an. Chính vì thế mà năm 2013, Tổng Trọng của Bộ Chính trị đã ép ông Dũng phải cho tướng Hưởng nghỉ hưu. Đây chính là nguồn cơn dẫn đến việc Đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Tổng cục Tình báo Bộ Công an, là con trai duy nhất của tướng Hưởng bị Tổng Trọng tống vào tù với bản án hơn 13 năm. Đáng chú ý, vào thời điểm đó, tướng Hưởng từng bị giới chức chính trị Hoa Kỳ đánh giá thấp, thua xa ông Tô Lâm. Nhắc lại điều việc kể trên, ông Tô Lâm không phải là một tay mơ. Trên trang Facebook cá nhân, gần đây cựu tổng biên tập báo thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, bà Hồ Lý Thu Hồng, một người được cho là rất quen biết với Thượng tướng Hưởng, đã có một bài viết gây xôn xao mạng xã hội. Bà Hồng dẫn nhận xét của một Facebook rằng: "Tôi nhận thấy hiện nay người quyền lực lớn nhất thực sự không phải là Tô Lâm hay một ai trong Bộ Chính trị, mà là ông bà X." Bà Hồng bình luận tiếp: "Tôi thì thấy người ta đã bỏ phí gần 10 năm loay hoay cho việc khôi phục đạo đức của một nhóm người, con đẻ của chế độ thể chế. Giờ đã đến lúc phải quay về với trị nước bằng kỹ trị, con đường mà ông Khải và ông Ba Dũng đã vạch ra và đã dấn thân." Điều đó cho thấy quan điểm của các cựu thủ tướng gốc Nam Bộ trước đây có lẽ sẽ trở thành đường lối mà Tô Lâm sẽ theo đuổi. Quan trọng hơn, bà Hồ Thị Thu Hồng tiết lộ, ngày cuối rời ghế, ông Phan Văn Khải nói với ông Nguyễn Tấn Dũng có 2 việc ông muốn mà chưa làm được. Một là giải tán đội tư vấn, 2 là đổi tên nước, lấy lại tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa như trước đây. Đây là lý do, theo nhận định của một số người, để thực hiện công cuộc cải cách toàn diện, có lẽ Tô Lâm cần một người thầy làm quân sư, người đó không ai khác chính là cựu thủ tướng 2 nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng. Ông Dũng có lẽ sẽ chung tay để tiếp tục sự nghiệp cải cách, điều mà ông phải bỏ dở sau đại hội lần thứ 12 trước đây. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin vì sao tân Tổng Bí thư Tô Lâm cần phải sát cánh với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Bí thư Tô Lâm có quyền uy bao trùm trong Đảng như đồn đoán hay không? Tại hội nghị Trung ương bất thường vào ngày 16 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc được bầu vào Ban Bí thư. Tại sao Bộ trưởng Lương Tam Quang mới chỉ hơn 3 năm làm ủy viên Trung ương Đảng, chưa đủ một nhiệm kỳ, chưa đủ điều kiện để tham gia Bộ Chính trị theo quy định 214, nhưng vẫn trở thành ủy viên Bộ Chính trị? Tương tự ông Quang, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc cũng như vậy.
công luận đặt ra câu hỏi là tại sao cả hai nhân vật Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, những đệ tử thân tín và là đồng hương Hưng Yên của Tô Lâm, lại có đặc quyền ghê gớm đến như thế. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng điều này thể hiện sức mạnh quyền lực vô đối của ông Tô Lâm và phe cánh. Vũ khí lợi hại nhất của Bộ Công an là hệ thống hồ sơ nhúng chàm của tất cả các quan chức cấp cao từ trung ương tới địa phương. Đó là lý do chỉ trong một thời gian rất ngắn, hàng loạt các ủy viên Bộ Chính trị bị cho thôi chức hoặc miễn nhiệm, bao gồm Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Tuấn Anh, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai và Đinh Tiến Dũng. Nếu chiếu theo tiêu chuẩn quy định số 105 về công tác nhân sự vào ngày 19 tháng 12 năm 2017, Bộ Chính trị có quyền phân công công tác cũng như chỉ định cán bộ lãnh đạo do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo đánh giá của giới quan sát, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhận được sự ủng hộ rất thấp từ tập thể lãnh đạo cấp cao của Đảng. Với quyết tâm tập trung dân chủ, nghị quyết của tập thể lãnh đạo mọi cấp đều thuộc về tỷ lệ biểu quyết của số đông. Khả năng Tô Lâm hoàn toàn dắt mũi được Bộ Chính trị và Ban Bí thư là rất khó. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, có một bộ phận lãnh đạo cấp cao chiếm đa số trong Đảng vẫn đang nỗ lực tập hợp lực lượng để chống lại ý muốn thâu tóm và độc chiếm quyền lực của Tô Lâm. Ông Lương Cường và ông Trần Cẩm Tú vẫn thăng tiến, trái với những đồn đoán cho rằng hai nhân vật này sẽ bị trảm đầu tiên sau khi ông Tô Lâm liên lạc cầm quyền. Việc cho rằng Tô Lâm có quyền lực vô đối, thừa khả năng tự tung tự tác tới mức muốn làm gì thì làm có vẻ như là điều không có thật. Việc Bộ Chính trị quyết định đưa ông Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị và Nguyễn Duy Ngọc tham gia Ban Bí thư là không đúng theo quy định về công tác nhân sự của Đảng. Cụ thể là quy định số 214, theo đó nhân sự phải đáp ứng yêu cầu là Ủy viên Trung ương Đảng chọn một nhiệm kỳ trở lên, đã kinh qua một trong các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh hoặc tương đương. Tiêu chuẩn ở kể trên gọi là tiêu chuẩn cứng, bắt buộc phải hội đủ và không có trường hợp ngoại lệ mà được gọi là trường hợp đặc biệt. Nó chỉ áp dụng cho các vị trí cao hơn như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư. Việc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời đã đưa ra nhiều quyết định nhân sự theo lối đẽo chân cho vừa dày, như là câu chuyện trường hợp đặc biệt của quy định 214 là một ví dụ. Cái gọi là trường hợp đặc biệt đã giúp cho ông Trọng trở thành Tổng Bí thư liên tiếp tới 3 nhiệm kỳ. Đây là sự lạm dụng quyền lực một cách tùy tiện, khó có thể chấp nhận cho được. Tô Lâm và phe cánh đã thành công trong trường hợp của Bộ trưởng Lương Tam Quang, cũng như Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, cũng do may mắn thừa hưởng sự tùy tiện của người tiền nhiệm trước đây đã làm. Có lẽ quyền lực bao trùm trong Đảng của ông Tô Lâm cũng không phải là vô hạn như đồn đoán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm có quyền uy bao trùm trong Đảng như đồn đoán hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.